Sáng nay, Ban tuyên giáo huyện ủy Đất Đỏ phối hợp với Lữ đoàn 171 Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển đảo cho gần 100 ngư dân trên địa bàn xã Lộc An. Ngư dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đã được cán bộ Lữ đoàn 171 Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam. Chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vai trò của lực lượng hải quân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Bên cạnh đó, bà con ngư dân cũng được thông tin về một số vấn đề nổi bật về biển đảo thời gian gần đây và các quy định của pháp luật về đánh bắt hải sản, nhất là các hành vi bị xử phạt khi vi phạm vùng biển nước ngoài. Nội dung của hội nghị tuyên truyền giúp bà con ngư dân cũng như người dân xã Lộc An nâng cao hơn nữa nhận thức về biển đảo, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm chung tay bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời chấp hành nghiêm pháp luật trong nước cũng như quốc tế khi hoạt động trên các vùng biển đảo.